Dạo này cô nấu nướng kiểu gì vậy? Món thịt thì mặn, món gà thì nhạt. Ngay cả cái việc nấu cơm là cái việc đơn giản nhất mà cũng để nó khô là sao? Sao dạo này anh cứ hay gây hấn với em vậy? Nếu mà anh có gì không hài lòng với em thì anh cứ nói thẳng ra đi. Còn nếu mà em làm gì sai thì anh cho em xin. Thôi, cô đừng có tỏ ra vẻ đáng thương với tôi nữa. Tôi chán lắm rồi. Nhìn cô bây giờ tôi chỉ muốn nôn thôi. Ý anh là sao? Kể ra thì đầu óc của cô cũng thông minh đấy chứ. Tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi quá chán sống với cô rồi. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Anh muốn ly hôn với em sao? Tôi quá chán cô rồi. Chúng ta ly hôn để giải thoát cho nhau. Tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn ly hôn với em chứ? Tôi là một người đàn ông thành đạt và giàu có. Đương nhiên, tôi không bao giờ chịu chấp nhận sống chung với một người phụ nữ cả đời. Tôi nói như vậy, chắc là cô hiểu rồi chứ. Đúng không? Vậy là anh ngoại tình, có đúng không? Luật sư của tôi sẽ chuẩn bị sớm hồ sơ thủ tục ly hôn. Việc của cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn thôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cho cô tiền. Cô sẽ không phải sợ cái cảnh ra ngoài mà không có một xu đâu. Anh! Này! Cô đừng quên, ai mới là người có quyền trong căn nhà này? Anh muốn tôi ký vào đơn ly hôn chứ gì? Tôi sẽ không ký đâu. Tôi sẽ không để cho anh đạt được mục đích dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh. Anh đừng hòng dẫn bất cứ con nhỏ nào về cái nhà này. Vậy thì tôi nói cho cô biết, nếu như mà cô không đồng ý và tiếp tục ngang bướng như vậy, tôi sẽ tống cổ cô về quê. Đến lúc ấy, đừng có trách tại sao tôi lại không giữ thể diện cho cô trước họ hàng. Được. Để thêm một người vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì không chịu ly hôn, với một người chồng ngoại tình ép vợ phải ly hôn, ai mới là người mất mặt? Đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Cậu ngồi đi. Cậu về nước lúc nào mà không báo cho tớ biết? À, có việc đột xuất, thế nên là tớ mới phải về gấp như thế này. Mà xa quê hương mình bao nhiêu lâu nay ấy, khi mà về lại tớ cứ thấy cảm giác nó cứ hạnh phúc thế nào ấy. Trong quá của mình, cậu là người thành công nhất đấy. Tớ nhìn cậu mà ghen tị đấy. Ừ, tớ nào dám. Nếu mà so với ông xã của cậu ấy thì tớ có mà thua xa. À, mà tự nhiên nhắc mới nhớ, Vanh đâu rồi? Lâu lắm rồi tớ chưa gặp lại cậu ấy. À, anh ấy... Này, cậu đừng có nói với tớ là chủ nhật mà Vanh vẫn mò mặt lên công ty để làm việc đấy nhá. Thảo nào dạo này không thấy hai người up ảnh tình cảm lên Facebook nữa. Chắc là bận rộn quá đây mà. À, thực ra bọn tớ... Mà cậu cũng nên nhắc nhở Vanh đi. Làm thì làm, nhưng mà gia đình vẫn là trên hết. Tớ thấy nó để cho cậu dạo này hơi tiểu tụy rồi đấy. Trông tớ tiểu tụy lắm à? Anh Vanh! Mày nói nhảm cái gì đấy thằng kia? Anh Vanh! Anh say rượu đấy à? Đừng có động vào người thôi. Chào bạn cũ! Lâu rồi không gặp. Bạn gì có loại mày hả? Cái thằng cướp người yêu của người khác. Anh say quá rồi đấy. Vào trong phòng nghỉ đi. Hai người định nối lại tình xưa đúng không? Hay đấy, tôi tác hợp cho nha. Anh im mồm đi! Châu này, tớ có việc bận, phải về trước đây. Hôm khác, tớ sang thăm cậu nhé. Không cần điện tớ đâu. Tớ trốn ra cái thằng này. Đừng để tôi phải sử dụng vũ lực với cô. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy. Anh Vanh, ngày trước anh đâu có như thế này. Cô chưa nghe câu thời gian sẽ thay đổi mọi thứ à? Tôi nói cho cô nhớ, cả về thế lực lẫn tiền bạc tôi đều hơn cô. Thế nên là đừng có ương bướng nữa. Ký vào đơn ly hôn đi.
Các người... Sao thế? Tôi đưa người tôi yêu đi chơi thì có vấn đề gì à? Đây là vợ của anh à? Em nhìn tưởng chị gái của anh cơ đấy. Hai người đúng là không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ phải là cô mới đúng chứ. Năm lần bảy lượt tôi bảo cô ly hôn nhưng mà cô đâu có chịu. Đúng là đồ mặt dày. Tôi khuyên cô nên ký vào đơn ly hôn đi, để giải thoát cho anh của anh đi. Cô ta mặt dày lắm em ạ. Năm lần bảy lượt anh bảo cô ta ký vào đơn nhưng mà cô ta không đồng ý. Thế mới khổ. Anh đúng là loại cặn bã. Vẫn còn chưa nói hết mà. Em yêu này. Nói cho cô ta biết những thứ mà em cần phải nói đi. Sao chứ? Những điều mà anh dặn em. Tôi có thai rồi. Cái gì cơ? Cô nghe rõ rồi chứ? Bạn gái của tôi có thai. Chính vì thế từ bây giờ cô đừng đến làm phiền tôi và bạn gái của tôi nữa. Tại sao lại như thế? Anh Vanh, anh nói đi, tại sao? Cũng bởi vì cô không có con. Sống với nhau lâu như vậy nhưng không có động tĩnh gì cả. Thế nên tôi mới đi với người khác. Như vậy đã đủ. Anh Vanh, tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh Vanh? Anh Vanh! Alo, Huy à? Hôm nay tớ không thể đến gặp cậu được rồi. Ừ, tớ sẽ giải thích sau. À, mà Huy này, cậu có nhiều mối quan hệ hơn tớ. Cậu có thể tìm giúp tớ một căn hộ được không? Ừ, rồi, có gì tớ kể với cậu sau nhá. Cảm ơn cậu nhiều. Mới đây thôi mà đã gọi cho tình cũ rồi à? Tôi không có gì để nói với đàn ông tồi như anh cả. Nếu cô không còn gì để nói với tôi thì ký vào đơn ly hôn đi. Cô sẽ không bao giờ phải nghe tôi nói nữa. Đàn ông tồi như anh sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Cảm ơn nhiều nhé vợ cũ. Mày với cả Châu đã từng rất là hạnh phúc, tại sao bây giờ mày lại khiến cô ấy đau khổ như thế? Tao cũng đã đoán trước được rằng mày sẽ đến tìm tao vì chuyện của Châu. Sao nào? Thế người trong mộng của mình bị chà đạp như vậy, cáu lắm đúng không? Mày tức giận đến vậy cơ à? Tức là mày thương Châu rất nhiều đúng không? Cũng chỉ vì ngày xưa mày nói là mày thương Châu, thế nên là tao mới gạt bỏ cái tôi của mình đi và nhường lại Châu cho mày. Nhưng mà bây giờ ấy, mày đã biến bản thân mày thành một kẻ khốn nạn, là còn làm khổ đến Châu như thế mà được à? Tao luôn là kẻ tồi tệ như vậy. Nếu mà mày thương Châu nhiều đến thế thì quay lại chăm sóc cho cô ấy đi. Mày! Dừng lại! Hai người đang làm cái gì thế hả? Tiệp My, sao em lại ở đây? Anh họ, sao anh về nước mà không báo cho em biết? Sao thế? Lại nhớ Vanh à? Tên đàn ông tệ bạc đấy thì có gì mà nhớ chứ. Cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa? Nếu mà cậu muốn kinh doanh hay là đi làm văn phòng thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu hết mình. Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ có thể tự lo được. Tớ không muốn hắn nghĩ là không có hắn, tớ không thể làm được trò trống gì. Châu này, thực ra thì thằng Vanh nó... Sao thế Huynh? Thực ra là nó... Có chuyện gì cậu nói đi chứ. Nó sắp tái hôn rồi.
À không, ý tớ là thằng Vanh nó... Cậu thôi đi, tớ không muốn nghe bất cứ một điều gì về tên đàn ông đó nữa. Hai người đã từng rất hạnh phúc, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ? Này, mày còn dám đến đây à? Tao... Đi! Mày làm gì đấy à? Đi nói hết sự thật cho Châu biết. Để làm cái gì? Mày điên à? Tao chán nhìn thấy cái cảnh Châu lén xem ảnh Châu và mày mỗi đêm, rồi lén khóc như vậy lắm. Mày có biết là Châu yêu mày như thế nào không? Hả? Tại sao lại làm cô ấy đau khổ như thế? Coi như là tao có lỗi với Châu. Mày! Mau nói tất cả sự thật cho Châu biết. Mày có biết là Châu yêu mày như thế nào không? Chính vì tao biết Châu yêu tao nhiều thế nào, nên tao không thể nói cho cô ấy biết rằng tao đang bị bệnh năn y được, mày hiểu chưa hả thằng chó? Thực sự là tao không hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu nữa Vành ạ. Tại sao mày không nói rõ mọi chuyện cho Châu biết? Nói ra có giải quyết được cái gì đâu. Đằng nào thì tao cũng mắc bệnh năn y rồi, tao không muốn Châu phải khổ. Thế mày nghĩ cái chuyện nói dối là có nhân tình ở bên ngoài, rồi còn có con nữa, như thế thì không khiến cho Châu đau khổ à? Ít nhất là cô ấy sẽ có thêm động lực để rời xa khỏi tao. Mày... Huy này, nếu mày coi tao là bạn thân thì tao xin mày, hãy giữ kín chuyện này, ít nhất là cho đến khi tao rời xa cuộc đời này mãi mãi. Mày đừng hòng nghĩ đến chuyện đấy. Tao có quen một bác sĩ rất giỏi ở bên Mỹ, tao không chắc là ông ấy có thể giúp gì được cho mày, nhưng mà có cơ hội thì chúng ta vẫn nên thử, đúng không? Tao... Mày! Mày làm sao thế? Đừng có làm tao sợ! Cô còn đến đây làm gì? Em chào chị. Em đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với chị ạ. Cô cũng mặt dày thật đấy. Tôi với cô thì có chuyện gì để nói với nhau? Chị Châu, thật ra em chỉ là luật sư của anh Vanh mà thôi. Cái gì cơ? Chị Châu, anh Vanh nhờ em là khi anh ấy gọi điện về thì giao cái này cho chị. Trong này là di chúc và toàn bộ giấy tờ bất động sản mà anh Vanh đang sở hữu. Bây giờ em giao nó lại cho chị ạ. Di chúc sao? Thế bây giờ anh Vanh đang ở đâu? Hiện tại là anh Vanh ở Mỹ ạ. Em thật sự xin lỗi chị. Em được anh Vanh nhờ đóng giả làm nhân tình để lừa chị. Anh ấy muốn ly hôn với chị càng sớm càng tốt ạ. Anh ta muốn ly hôn với tôi, thế tại sao lại để hết tài sản lại cho tôi? Có chuyện này, thật ra anh Vanh, anh ấy... Anh Vanh làm sao? Anh Vanh bị mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được vài tháng thôi chị ạ. Anh Vanh mắc bệnh nan y? Không thể nào, không thể nào. Chị Châu, thật ra anh ấy không muốn chị đau khổ khi biết anh ấy mắc bệnh nan y, nên mới chọn cách tiêu cực nhất để chị rời xa anh ấy. Em không biết là do anh ấy ngu ngốc hay là anh ấy yêu chị quá nữa. Không thể nào, không thể nào. Anh Vanh không thể mắc bệnh nan y được. Không được, không thể nào. Chị Châu, còn giấy tờ thì sao ạ? Anh Vanh ơi! Anh Vanh! Anh ra gặp em đi! Anh đừng bỏ em một mình như thế! Anh Vanh ơi! Châu! Cậu bình tĩnh lại đi! Huy! Cậu cho tớ qua Mỹ gặp anh Vanh đi! Tớ thực sự rất nhớ anh ấy! Nhưng mà hiện tại cuộc phẫu thuật của Vanh cũng không biết là có thành công hay không. Cậu qua đó lỡ như... Tớ không quan tâm đến kết quả. Tớ chỉ cần anh Vanh thôi. Tớ không thể sống thiếu anh ấy được. Được rồi, tớ hiểu rồi. Mi, em có thể giúp anh làm thủ tục sang Mỹ nhanh nhất có thể được không? Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn em.